Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một clip để test thử về siêu tốc khi mà để ở một giải áp nhưng mà thay đổi về mức tăng chỉnh lò xo búa, xem nó có sự thay đổi gì về về tốc hay không khi mà áp nó đã đạt ở cái mức nào đấy không thể nâng được lên hay không nhé. Và mình cũng thử luôn kẹo giữa kẹo nấm và xuyên phá. Thì đây là kẹo xuyên phá anh em nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bật máy đo siêu tốc lên và kiểm tra thử nấm và để tốc mức lò xo búa là mức đang mức cao nhất nhé, hết cỡ mắc rồi nhé. Và tí nữa thì sẽ thử hạ xuống. Đấy. Thì trước tiên là sẽ thử bằng nấm 55. Áp của mình đang để là áp khoảng 105, 105 và đang để mắc búa. Thì sẽ xem nó như nào. 242. 242, đúng không? Bây giờ mình sẽ hạ búa xuống. Hạ búa và thử xem tốc nó có gì thay đổi không nhé. Đấy. Anh em thấy là nó về mức thấp nhất rồi đúng không? Đây nhá, vẫn là nấm nhá. 250. Giờ nó lại lên 250. Tại sao vậy? Hai trăm bốn chín, thế mà tăng lên thì nó lại thay đổi, chỉ được 242. Đấy, vẫn 242 đúng không? Tí nữa mình sẽ để sát vào máy đo siêu tốc và để cho anh em xem lại đường test. Như vậy là để lò xo thấp thì tốc nó lại tăng. Mà để mắc lò xo thì tốc lại giảm đi. Quái dị. Bây giờ thử cái loại xuyên phá này nhé. Cái xuyên phá là viên thứ tư đúng không? Viên cuối. Hai trăm mười hai. Đấy, thì bây giờ sẽ kiểm tra lại để anh em xem đúng không? Viên thứ nhất 242 đúng không? Tại vì đang để là búa lớn nhất, búa mắc ấy. Viên 2 250. 250 là khi đấy là mình để mức búa lại là nhẹ đúng không? 3 249.
cũng là mức búa thấp chưa thay đổi. Khi mình tăng lên thì nó vẫn về 242 này. Và viên cuối là xuyên phá đúng không? Xuyên phá chỉ được 212 thôi. Thì như vậy là việc tăng chỉnh búa không phải là cứ nhất thiết là búa căng, là nó sẽ tăng được sơ tốc các bạn nhé. Búa căng nhưng mà do nó bị ép, có thể là nó bị ép ép vào lớn quá, ép vào quá thì lực bung của nó thì có thể là nó sẽ giảm đi nên nó như vậy. Nhưng nói chung là khi mà một cái áp và một lực búa nó phù hợp rồi thì mình có tăng búa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thì nó chỉ đạt được đến một cái tốc nhất định thôi. Đấy, thì đây là mình test máy đo sơ tốc mình mới lấy được về. Bữa trước lấy về được có vài cái thì bán hết rồi. Bữa nay lấy về 9 cái, nhưng mà hiện tại cũng chỉ còn 3 cái thôi. Thì mình thử test trên cây của mình để anh em xem sự thay đổi của lực lò xo búa nó có gì khác hay không giữa tăng búa và giảm lò xo búa. Thì cái Livo này nhé, trước một số anh em cứ hỏi bảo là thì mình không có. Những loại này nhập thì thực sự là giá nó đắt hơn. Và nhìn nó cũng chắc chắn hơn nhiều so với cái loại mình cũng đang bán một loại kẹp này, nhưng mà nó không có chữ, nó không phải là của TG. Cái loại này là nó đắt hơn. Và mình chỉ bán combo kèm theo của nó, nghĩa là một bộ là bắt kính và nó có bắt dây 11 nữa ở dưới này. Nhưng cây của mình là mình bữa đó mình bán lẻ cho bác nào đấy mà trước đã hứa là sẽ bán cho bác ấy cái dây đấy, nên chỉ còn cái loại này thì mình lắp lên trên cây này. Còn nó có dây 11 của nó ngon hơn cái loại bắt dây mà tròn tròn các bác hay nhìn quảng cáo nhé. Cái loại bắt dây tròn tròn là nó khi bắt vào nhiều khi nhìn nó còn kênh cơ. Ví dụ bắt vào như này. Nhưng mà cái dây bắt kèm vào dây 11 này nó bị kênh, nó lệch. Thì nếu đã bị lệch như thế thì làm sao mà còn chuẩn xác được nữa, đúng không? Hàng nào và giá nào, giá tiền nào thì tiền nào của đấy thôi. Nhìn nó khác rồi, đúng không? Đấy, áp thì áp của mình đây nhé. Trước mình để 100, áp 125. 125 thì sơ tốc nó đạt 267 mét trên 1 giây rồi. Bữa mới tháo ra chỉnh lại xuống 100 này, chắc 105 thôi. Thì áp nó chỉ còn sơ tốc nó chỉ còn được chừng vậy. Còn đây là áp bình. Đấy. Thì hôm nay test thử như vậy để anh em xem. Thì có gì anh em cứ đóng góp ý kiến xem có đúng là nó như vậy hay không, hay là tại máy đo sơ tốc sai. Nhưng mà sai thì không có chuyện mình thay đổi lực lò xo búa mà nó thay đổi theo, đúng không? Đấy. Thì video mình chỉ test thử chơi chơi vậy thôi để anh em xem nó có khác biệt nhiều hay không thôi. Thì đến đây cảm ơn anh em đã theo dõi nhé.